Nơi đâu, chào Thiên gửi tới là chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi yêu đôi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 1, thì em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Yamaha. Model của nó là CX600. Model này thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất là 1988, với giá sườn của nó là 54.800 yên, tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Thì cùng thời điểm đấy thì nó gần bằng chiếc đầu Sony 228 và 227 của Sony. Nhưng bây giờ giá thì bây giờ nó thậm chí nó còn rẻ hơn cả chiếc đầu Sony 970 và 950. Nó đơn giản là chỉ hãng Yamaha thôi. Vì vậy thì cái phần mắt đọc này, phần chất âm này thì nó có xứng đáng vật kết tầm tiền hiện tại bây giờ hay không? Thì một chút nữa em sẽ cho bác xem phần nội thất cũng như phần các cái phần mắt đọc để cho bác cảm nhận. Chứ về để mà mình nhìn hình ảnh ấy thì thực tế là mặt bên tiền bên ngoài thì nó hơn hẳn chiếc đầu của Sony 970 và 950 rồi, đúng không ạ? Còn về nội thất thì một chút cho các bác xem. Thì chiếc này nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu của nó là 35,7 cm. Và nó nặng là 5,5 kg. Mặt nhôm phay màu titan. Đấy. Nó có thêm đường chỉ vàng đây, nhìn rất là đẹp và sang. Đấy. Và phần mắt đọc thì dùng mắt đọc của Toshiba. Nó mắt đọc là không gắn đĩa, chuyển bảng rất là nhanh. Đấy. Phần chip giải mã của chiếc này dùng hai chip giải mã PCM 56PZ và còn một con SM IM 3613. Đấy. Cho chất âm trung thực, chi tiết đều ba giải. Và chiếc này nó sử dụng đến 4 con tụ của Blanket kết được đánh giá rất là cao của audio. Thì một chút để em sẽ quay nó tới bên trong em chỉ cho bác xem. Linh kiện của nó khá là cao cấp. Và rồi thì em quay phần ngoại hình. Thì phần mặt tiền có chiếc này về cái cạnh đây thì nó cấn nhẹ nhưng cái màu trắng này nhìn không rõ. Đấy. Yeah, đèn màu quát này rất là đẹp nhá. Đây nó có đường viền chỉ vàng này. Đấy, và đây nó có cái vết xước này. Đấy. Đẹp. Để phần lắp lưng hồi bên đây thì cơ bản là đẹp. Góc bên đây thì có xước này. Ở bên này đây thì có xước sườn này. Đấy, còn lại rất đẹp. Cạnh bên trên của nó thì đây cái mép này có cấn nhẹ một chút rồi, đây có vết cấn này và đây có vết xước này. Đó. Nắp lưng đây thì nó có vết thôi nhé. Em để nguyên cái sườn zin của nó thì rất là bóng đẹp nhé, chất lượng. Ở phía sau, model của nó là CDX600 điện 100V công suất 18W và series của nó đây. Series của nó là 058528PR. Đấy. Trước này thì trang bị một đường a lốc da chân giắc đường mạ vàng rất là mới này, một đường cổng cố xoan da. Thì đây là cái lực start on là sử dụng, còn off là tắt đi. Các bạn lưu ý khi sử dụng nhé. Đấy, và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin thang máy luôn. Đấy, bác nhìn thiết kế rất là kỹ càng. Đấy. Đây ạ. Thứ nhất là phần chip giải mã thì đây là có chip giải mã PCM56 PN đây. Đấy. Một con vào đây một con nữa. Đấy. Và đây nó dùng 4 con tụ Black Death này, một con, hai con, ba con, 4 con. Đấy. Môn tụ của nó là 1.000 mi. Đấy. 1.000 mi. Và 6,3V. Đấy. Và đây là hai tụ này lọc nguồn Ela 3.300 mi 25V màu tím nhá. Và đây toàn bộ tụ cũng rất là chất lượng, là toàn tụ tím Ela thôi. Ở đây những tụ xanh này là tụ của Vbecom. Rất là chất lượng. Và đây là phần đáy phía dưới và đây con IM 3613 nằm đây. Đấy.
Rồi, đây phải dưới của nó rất là đẹp nhá. Nó mới. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và cái chức năng hoạt động của chiếc đồng này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 1,6 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển được tiền, bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗ tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy thế của mình. Còn trong quá trình mà đã thử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu sản phẩm có bị lỗi mà không thể sửa nhé. Tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Mua hàng bên em thì các bác yên tâm, đầu đĩa thì chẳng ngại vấn đề mất gì cả nhé. Và bên em cũng chỉ hỗ trợ sửa chữa các hàng mua hàng bên em thôi, còn sản phẩm không phải bên em bán ra thì bên em không hỗ trợ nhé. Mong các bác thông cảm giúp em. Một chiếc đầu rất là chất lượng, đúng không? Giá xưởng thì nó ngang ngửa chiếc đầu Sony 2728, nhưng mà giá bán thực tế bây giờ nó còn rẻ hơn chiếc đầu Sony 970 cả. Và 950 thì chúng ta vẫn đáng thể lựa chọn không ạ. Đầu tốt đĩa lòng xanh, là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng, đĩa lòng trắng nhá. Đây em test cái đĩa Polo đây, các bác được thưởng thức ạ. Các bác cứ chơi từ đĩa Polo trở lên nhá. Còn ở đĩa chợ thì không bao. Đấy, đã nhận đĩa. Các bác đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Mẹ vui hơn mang lễ trang rưng rưng
tốt ạ. Thêm một đêm trăng sữa bên bờ suối đã cuốn theo
Em xin phép được dừng video tại đây. Thì ở chỗ này mặt đọc rất là tốt, chất âm rất là trung thực và hay. Giá thì rất là rẻ, chỉ có 1,6 triệu đồng thôi. Em bao chip toàn cũ cho bạn chuyển đổi tiền. Còn bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269, em đến tiêu đề của video. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.